Chào bà con, chào anh chị em. Đây là đường đi vào rừng chưa. Bên trong rừng hầu như là chỉ một sắc màu vàng của mùa thu rất là rõ rệt. Lá đã bắt đầu rụng đầy mặt đất, tạo nên một màu vàng trên nền đất. Chúng ta bước sâu vào khu rừng theo một cái lối mòn. Cảnh thì xung quanh cũng rất đẹp, khung cảnh thật yên tĩnh vào buổi sáng ngày Chủ nhật. Chúng ta chỉ nghe được tiếng gió rì rào phía trước chúng ta và một dòng suối nhỏ đang lững lờ trôi. Tiếng chim hót đâu đây là cái khung cảnh thật thanh bình. Mọi người chúng ta có thể tạm quên đi cho mọi ưu phiền ở cuộc sống để một phút giây nào đó thư giãn cho tâm hồn. Lá rụng đầy mặt nước. Tạo nên một cái phông nền rất là đẹp. Mặt nước đầy những lá phong màu vàng. Tiếng chim hót từ xa vang vọng lại, khung cảnh thật nên thơ. Dòng suối không biết bắt nguồn từ đâu chảy về đây. Chỉ là toàn là một màu vàng rực của mùa thu. Ánh nắng mặt trời về lối ấy, chiếu xuyên qua rừng.
nắng nó bắt đầu lên rồi, tranh thủ những lúc nắng đẹp thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng một số cảnh của mùa thu. Bầu trời cũng xanh hơn, nổi bật với lại sắc vàng của lá. Everyone, see you again.